Dự án Metro Nhổn – Ga Hà Nội được thành phố Hà Nội khởi công từ tháng 9 năm 2010, dự kiến hoàn thành năm 2016. Tuy nhiên đến nay, dự án này đã 7 lần lùi tiến độ, 2 lần đội vốn. Suốt nhiều năm qua, nó đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người dân sinh sống dọc công trình. Bà Yến, bán bún chả ở đầu ngõ 95 đường Trần Hưng Đạo, gần 30 năm nay vốn rất đông khách. Thế nhưng, từ khi đường rào tôn để thi công ga ngầm S12 Metro Nhổn Ga Hà Nội, lượng khách đến quán nhà bà giảm đi rất nhiều. Rất là ảnh hưởng đến thứ nhất là đi lại của người dân và cái cuộc sống buôn bán mưu sinh của chúng tôi. Đây mà tôi cảm thấy là cái công trình này không biết là đến giờ phút nào để trả lời cho dân là giờ tháng nào và ngày tháng nào là để hoàn thành. Giao chắn trên đường Trần Hưng Đạo từ ngã ba Ít Kiêu đến ngã ba Lê Duẩn để phục vụ thi công dự án đường sắt Nhổn Ga Hà Nội được dựng lên từ tháng 6 năm 2019, dự kiến hoàn thành trong 15 tháng, nhưng đến nay mọi thứ vẫn ngổn ngang. Bây giờ đường xá thì mặt đường mấp mô lồi lõm, ngẩng lên trên thì không biết là cái gì giờ sẽ có thể rơi xuống, mà không cúi xuống đất thì không biết là mình sẽ sụt vào chỗ nào. Tuyến Metro Nhổn Ga Hà Nội dài 12,5 km với 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Dự án nhằm tăng năng lực cho hệ thống giao thông công cộng phía Tây, giãn dân khỏi nội đô. Dự án được khởi công vào tháng 9 năm 2010, dự kiến hoàn thành năm 2016 với tổng mức đầu tư khoảng trên 18.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 7 lần lùi tiến độ, tổng mức đầu tư dự án hiện tại đã lên đến trên 34.000 tỷ đồng. Hiện nay phần đi ngầm rất quan trọng, mà nếu càng để lâu nữa thì chúng ta thấy càng bị biến đổi. Bởi vì sắp tới trong luật đất đai là người sử dụng đất có quyền sử dụng cả phần ngầm dưới đất nữa. Và những người mà đang khai thác sử dụng công ngầm sẽ được cấp giấy tờ chứng nhận cái quyền sở hữu, ví dụ như đường dây theo tuyến rồi là các cái bến bãi đỗ xe ngầm vân vân. Thì đấy là những cái sẽ thách thức lớn nữa cho cái hệ thống đường xe điện ngầm sắp tới. Theo đại diện Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, tới thời điểm hiện tại, toàn dự án đã đạt tiến độ khoảng 76%, trong đó riêng đoạn trên cao của dự án gần như đã hoàn thành, đạt hơn 99%. Toàn bộ các gói thầu thuộc cái dự án giai đoạn 1, đoạn từ ga 1 đến ga 8 thì hiện tại đã hoàn thành được 99,7%. Và hiện tại thì tất cả các cái gói thầu thành phần của cái dự án này thì cũng đã hoàn thành con số trên 99%. Chúng tôi cũng đang dự kiến nếu mà trong trường hợp tốt nhất thì sẽ vận hành được khai thác vào thời điểm cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Thay vì chạy thương mại vào đầu tháng 8 như đã hứa hẹn, đoạn trên cao của tuyến Metro Nhổn Ga Hà Nội lại tiếp tục lùi vận hành đến cuối năm nay. Nếu toàn tuyến đúng hẹn năm 2027, người dân thủ đô sẽ được đặt chân lên tàu điện Metro Nhổn Ga Hà Nội sau 21 năm chờ đợi tính từ ngày dự án phê duyệt. Theo quy hoạch chế biến răm gỗ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tỉnh này đang từng bước hạn chế việc sản xuất răm thô, phát triển lâm nghiệp bền vững. Để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh Quảng Ninh cũng đã có chủ trương không bổ sung cơ sở sản xuất răm gỗ mới mà còn giảm dần và ưu tiên lựa chọn các ngành nghề ít gây ô nhiễm môi trường, mang lại việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Chỉ đạo là vậy, nhưng tại một số nơi của tỉnh Quảng Ninh, hoạt động răm gỗ có dấu hiệu sai phép gây ô nhiễm môi trường và gây ô nhiễm tiếng ồn vẫn diễn ra. Ngoài cổng, biển bảng ghi rõ, đây là địa phận thuộc Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Quảng Ninh. Thế nhưng, bên trong lại là cơ sở sản xuất băm răm. Cơ sở này, theo phản ánh của người dân, đang gây ra nhiều hệ lụy về môi trường. Trước đó là cảng tàu khách của tỉnh Quảng Ninh, bây giờ có mỗi xưởng keo hoạt động trong đấy thôi. Họ băm răm đấy, gỗ keo đấy. Chỉ có buổi trưa với buổi tối, nghĩa là cái răm keo lên xuống, họ ra xuống biển tí. Thì nhìn thấy nó trôi trên mặt biển thôi chứ không... cái răm nó trôi trên mặt biển ấy. Có cái gỗ keo họ sử dụng là cái ấy họ khai thác kinh doanh đấy thì nó cũng giảm, cá nó cũng giảm đi, nó không nhiều như trước nữa. Nhưng mà tại sao cá nó lại giảm đi ạ? Chắc là cái răm keo nó có ảnh hưởng cái chất gì mình không nắm được, nhưng mà nó ảnh hưởng nên nó mới giảm cá. Nhưng mà có ổn đúng không ạ? Ổn, nói chung là ổn, thời gian làm hết đây mấy năm nay vẫn ổn. Còn đây là khẳng định của lãnh đạo xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, nơi có xưởng băm răm đang hoạt động. Băm răm thì thưa chị là trên địa bàn chúng tôi thì thực sự là chưa có nghe thấy bà con phản ánh đối với chính quyền về cái nội dung đấy. Thế và qua chúng tôi đi kiểm tra thực tế thì các chị có thể thấy trực tiếp ở dưới biển này là cái băm răm thì không thấy có. Chúng tôi có trên địa bàn có các cơ sở sản xuất
Thế nhưng mà để rơi vãi thì chúng tôi chưa thấy, và chưa có ở, nếu là địa bàn thị xã Tiên Áng thì chưa có tình trạng đấy. Đấy là thời điểm hiện tại hay là thời điểm của quá khứ là chưa có? Thời điểm hiện tại bây giờ chúng tôi cũng không thấy, và quá khứ thì tôi cũng chưa thấy việc đó. Hiện tại băm rong keo trên địa bàn thì trong quá trình vận chuyển cũng như là băm rong keo thì cũng có kế hoạch bảo vệ, tức là dùng cái hệ thống lưới bạt để phủ, tránh trường hợp là băm rong nó bay khắp nơi và đánh ảnh hưởng đến môi trường. Về vấn đề rơi vãi ảnh hưởng đến dưới biển ấy, thì từ năm 2021 đến nay thì tôi về nhận nhiệm vụ là chưa phát hiện trường hợp, mà cũng chưa nhận được phản ánh từ phía người dân là có băm rong keo mà bị tàu nó bị thủng hay bị sao nó rơi vãi xuống biển. Còn trong quá trình băm rong keo thì các cơ sở băm rong keo cũng thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước. Theo khẳng định của vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thì các cơ sở băm rong trên địa bàn đều tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Điều này mâu thuẫn với phần trả lời báo chí mới đây của chính quyền địa phương rằng trong quá trình kiểm tra đã phát hiện các hạng mục xây dựng không đúng với quy hoạch được phê duyệt tại cảng Mũi Chùa nên đã xử phạt 35 triệu đồng với công ty cổ phần Lâm Hải Quảng Ninh. Dù địa hình thi công có những điểm phức tạp, thời tiết có lúc không ủng hộ, nhưng với quyết tâm qua sông Bắc Cầu, qua ruộng đổ đất, qua núi khoét núi, các đơn vị thi công dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh đang bám sát công trình, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam theo kế hoạch đề ra. Tại gói thầu XL01 thuộc dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Vũng Áng - Bùng, những ngày này trên công trường vẫn luôn tấp nập phương tiện, máy móc, các kỹ sư, công nhân vẫn hăng say hoàn thành công việc được giao. Hiện các mũi thi công đang tập trung đắp nền đường, thi công cầu, hầm đảm bảo tiến độ đề ra. Chúng tôi đã triển khai làm việc, họp giao ban với các nhà thầu, đã thống nhất cái lịch làm việc, là cũng như là động viên các nhà thầu tăng cường nhân sự cũng như là duy trì cái công tác sản xuất và thi công. Còn tại gói thầu thi công hầm Đèo Bụt có chiều dài hơn 800m do tập đoàn Sơn Hải thi công. Địa hình đồi núi ở đây khá phức tạp, nhiều mũi khoan phải thực hiện nhiều lần mới đạt. Thế nhưng các kỹ sư, công nhân vẫn kiên trì khoét núi, đào hầm. Đơn vị nhà thầu đã huy động hơn 60 công nhân thi công, 3K, 4 kíp, quyết tâm đào thêm khoảng 30 mét hầm trong những ngày tới. Hầm Đèo Bụt này có cái đặc điểm là địa hình rất là phức tạp, về có những cái tụ thủy và địa chất đứt gãy và đất đá nong rời. Tư vấn giám sát và cùng với nhà thầu đã đưa ra những giải pháp đúng với thiết kế và đảm bảo chất lượng và tiến độ. Hiện trên địa bàn Hà Tĩnh có 4 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông gồm Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Hàm Nghi, Vũng Áng và Vũng Áng, Bùng với tổng chiều dài trên 107 km. Với sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát cùng hàng trăm kỹ sư, công nhân, tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua Hà Tĩnh đang được triển khai đúng tiến độ. Nên mùa mưa kéo dài nó sẽ ảnh hưởng tiến độ chung của dự án. Nên vì thế tận dụng cái thời tiết đang thuận lợi như bây giờ, thì ban đã vận động đồng viên tư vấn giám sát và nhà thầu thường xuyên bám hiện trường để gọi như là làm 3K 4 kíp để bù lại những cái tiến độ mà vào mùa mưa thì chỉ thi công được cả cái hạng mục kết cấu thôi. Còn tại dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, hiện người dân đã chủ động bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Ý thức trách nhiệm cao của người dân đã góp phần cùng chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm này, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước theo những định hướng của Đảng và Nhà nước.